Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lại thêm đường dây bán dâm ngàn đô Ngày 3 tháng 11, báo tuổi trẻ cho hay phá đường dây hoa khôi ca sĩ Hot Tiktoker bán dâm giá ngàn đô Theo đó, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm Trong đó có người mẫu ca sĩ Hot Tiktoker Hot Facebooker vào ngày 24 tháng 10 Tuổi trẻ dẫn Bộ Công an ngày 3 tháng 11 cho biết Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong giới showbiz với quy mô lớn. Đường dây này do Huỳnh Thanh Thuận, 33 tuổi, quê ở Kiên Giang, làm chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân, stylist, cầm đầu. Tuổi trẻ cho biết căn cứ tài liệu chứng cứ thu nhập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba nghi phạm về hành vi môi giới mại dâm gồm Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy, 38 tuổi, trú quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, lao động tự do và Lê Thị Thu Thảo, 38 tuổi, trú Kiên Giang, lao động tự do. Theo tuổi trẻ tại cơ quan điều tra, ba nghi phạm khai nhận đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023. Hình ảnh bản tin trên báo Tuổi trẻ Quá trình này Thuận Thảo Duy đã môi giới cho nhiều gái bán dâm khác mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ngày 24 tháng 10 sau khi có người có nhu cầu mua dâm với các gái mại dâm là người trẻ đẹp hoạt động trong giới showbiz, Thuận đã giới thiệu TTL, LHP và HPTH là các người mẫu hoa khôi, ca sĩ thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Tuổi trẻ cho hay mức giá mua dâm với gái bán dâm trong vụ việc từ 60 đến 100 triệu đồng một thua trong nước 2 ngày và 6.000 USD với thua nước ngoài 2 ngày. Vẫn theo tuổi trẻ, ngày 30 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Tuổi trẻ cho biết thêm, thời gian qua, cục cảnh sát hình sự bộ công an phát hiện trong giới showbiz Việt Nam diễn ra các hoạt động môi giới và mua bán dâm dưới nhiều hình thức với phương thức và thủ đoạn tinh vi. Hình ảnh ba kẻ môi giới mại dâm đường dây hoa khôi ca sĩ, hot tiktoker, hot facebooker từ năm 2020 đến nay, cục cảnh sát hình sự đã xác lập đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án môi giới mại dâm, gái bán dâm là các thí sinh tham gia các cuộc thi hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Theo đó, nghi phạm môi giới mại dâm thường là những người liên quan trực tiếp đến giới showbiz như bầu show, quản lý, chuyên gia trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân đồng thời xác định vẫn còn tồn tại hình thức môi giới mại dâm dưới dạng sex tour mức giá mua bán dâm có thể lên đến hàng ngàn usd một tour tùy vào thời gian địa điểm mua bán dâm ở trong hay ngoài nước có vẻ như sau những phê phán trên mạng xã hội trong vụ việc lần này công an và truyền thông có tiến bộ hơn khi chỉ nêu tên viết tắt của các cô gái bán dâm hình chụp cũng ở góc độ không nhìn thấy mặt các cô gái chỉ đưa hình ảnh của ba kẻ môi giới mại dâm còn về khách mua dâm thì công an vẫn theo truyền thống là giấu biệt thông tin. Trước đây trong những vụ mua bán dâm, báo chí Việt Nam thường nêu thẳng tên các cô gái bán dâm, chụp hình rõ mặt họ đưa lên báo. Thậm chí có trường hợp còn đưa những hình ảnh bắt quả tang với những tư thế khiếm nhã. Dư luận cho rằng cách đưa tin như vậy là nhằm cha đạp sỉ nhục các cô gái bán dâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin lại thêm đường dây bán dâm ngàn đô. Người trẻ Việt Nam không muốn làm công nhân Ngày 2 tháng 11, BBC Tiếng Việt có bài phỏng vấn nhà báo John Mint, tác giả của bài viết Kỷ nguyên của hàng siêu rẻ đang bị đe dọa, đăng trên một tờ báo Mỹ, nêu lên tình trạng thiếu công nhân ở các công xưởng sản xuất ở Việt Nam. Nhà báo John Mint cho biết ông đã đến Việt Nam nhiều lần để viết bài, trong đó có nhiều đề tài về các chuỗi cung ứng đang chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam và có một đề tài đã xuất hiện trong một và có một đề tài đã xuất hiện trong những cuộc phỏng vấn của nhà báo với các chủ nhà máy đó là họ đang thực sự gặp khó khăn trong việc giữ chân những lao động trẻ hình ảnh bài phỏng vấn nhà báo John trên BBC nhà báo John đã đến thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội và các khu vực nông thôn khá gần biên giới với Trung Quốc theo nhà báo, việc tìm những người trẻ có đủ kỹ năng và quan tâm đến ngành công nghệ cao không khó. Các nhà máy đang gặp vấn đề để tìm ra những bạn trẻ Việt Nam muốn làm những công việc yêu cầu kỹ năng thấp hơn. Nếu bạn đào tạo những lao động trẻ 18 tuổi học may vá, 4 tháng sau họ quyết định rằng công việc này không dành cho họ, đó là một tổn thất thực sự đối với công ty. Nhà báo John Mint đã có dịp đến thăm một số nhà máy ở Việt Nam và họ đã thật sự cải tạo cơ sở vật chất hay thậm chí là xây dựng một nhà máy mới một chủ doanh nghiệp nói với nhà báo về việc cố gắng thu hút lao động trẻ qua instagram và tiktok vị doanh nhân này muốn nhà máy của anh ấy trông thật ngầu và thật hấp dẫn để các công nhân sẽ đăng bài về nơi làm việc của họ anh ấy cho biết rằng anh đã thành công khi có nhiều nhân viên trẻ đăng bài về nhà máy tuyệt vời của họ từ đó có thể thu hút được những lao động trẻ khác có kỹ năng và tận tâm khi họ nghĩ rằng nhà máy của anh tốt hơn những nơi khác, nhưng vẫn theo nhà báo Chairman, quan trọng hơn vẫn là việc tăng lương, rõ ràng hầu hết những người lao động quan tâm đến việc họ kiếm được bao nhiêu tiền hơn là nhà máy của họ trông đẹp như thế nào. Hình ảnh bài viết của nhà báo Chairman đăng trên một tờ báo Mỹ. Kết quả là các nhà máy phải tiếp tục tăng lương để thu hút lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của mình. Rất nhiều xí nghiệp đã tăng lương chẳng hạn 10% trong năm nay vì những nơi khác đã làm điều tương tự. Nhưng họ cũng đang cố gắng để tìm giải pháp khác thay thế vì việc tăng lương liên tục không phải là bền vững. Đó là lý do họ mở những quán cà phê trong khuôn viên xí nghiệp, lớp học yoga hoặc có thêm những hoạt động gắn kết vui vẻ, hy vọng khiến nhiều lao động cảm thấy đây là nơi họ được quan tâm và lắng nghe. Nhà báo John Munt nghĩ rằng đó vẫn là một cuộc đấu tranh tiếp diễn, mọi thứ vẫn còn khó khăn vì cho dù bạn có tăng lương cho công nhân, có biến nhà máy thành một nơi đẹp đẽ, có phòng tập yoga và lớp khiêu vũ thì rất nhiều người vẫn không muốn ngồi đạp máy mây 8 hoặc 10 tiếng mỗi ngày. Hình ảnh công nhân ngành dệt may ở Việt Nam. Nếu chủ doanh nghiệp không thay đổi diện mạo nhà máy, anh ấy có thể đã có ít lao động trẻ hơn, nhưng nhà báo cho rằng lực lượng lao động ở đó vẫn chủ yếu là phụ nữ, những người đã làm việc lâu dài và cảm thấy thoải mái ở đó. Mặc dù đánh giá cao những cố gắng của doanh nghiệp, nhà báo cho rằng vẫn rất khó để thu hút những người trẻ làm công nhân ở các thành phố lớn. Nhà báo John Munch cho rằng, hiển nhiên không quốc gia nào có thể thay thế Trung Quốc, bao gồm cả Việt Nam. Trung Quốc có 1,3 tỷ người, Việt Nam là 100 triệu người. Đó là sự khác biệt to lớn đầu tiên. Nhà báo nghĩ Việt Nam đóng vai trò gì sẽ là một câu hỏi mở, có thể là một nhà sản xuất chất bán dẫn hoặc thiết bị điện tử cao cấp. Nhưng chắc chắn là Việt Nam đang ở một vị thế có thể làm được rất nhiều hoạt động sản xuất đang thực hiện ở Trung Quốc. Tuy nhiên, có lẽ kết quả điều tra trên của nhà báo John Munch là tình trạng diễn ra trước năm 2022. Bởi lẽ, từ năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là ngành dệt may, đã chết hàng loạt. Công nhân bị sa thải hàng trăm ngàn người, doanh nghiệp thì bị đóng cửa hoặc chỉ còn một bộ phận hành chính ít ỏi làm việc nên tất nhiên sẽ không có tình trạng chủ lao động săn đón công nhân nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Người trẻ Việt Nam không muốn làm công nhân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d